Thưa quý vị và các bạn, trong xã hội phát triển như ngày nay, với nhiều phương tiện truyền thông ra đời, thì vấn đề đọc sách hầu như được ít người quan tâm, nhất là giới trẻ. Đối với những vùng nông thôn, miền núi, thì trẻ em càng ít có điều kiện để tiếp cận với sách. Trước thực tế đó, huyện đoàn Cam Lộ cùng với Thư viện huyện Cam Lộ đã tổ chức đưa sách về nông thôn, tổ chức ngày hội vui hè cùng sách tại các trung tâm học tập cộng đồng, góp phần khơi dậy văn hóa đọc trong cộng đồng xã hội. Một buổi đọc sách của các em học sinh ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Từ khi có tủ sách ở đây, hầu hết các em đều phấn khởi đến để đọc. Với các em, có được sách để đọc chính là một niềm ước muốn đối với các em nhỏ ở vùng quê này. Chúng em thấy rất là vui vì chúng em tiếp thêm nhiều kiến thức hơn. Và em cảm ơn các anh chị trong đoàn ở đây đã đem những cuốn sách hay về cho chúng em. Em cảm thấy rất thú vị vì được bên trường, bên huyện đem sách về cả. Em đọc biết nhiều loại sách hơn và mở mang đồ ẩm hơn. Cảm thấy nhiều kiến thức được em tự mong muốn là sẽ được nhiều buổi học sách như thế này. Đối với các em ở vùng nông thôn, đọc được những cuốn sách hay là một điều hết sức lý thú. Bởi từ trong cuốn sách đã mang đến cho các em những điều lý thú về cuộc sống, về thế giới kỳ diệu của tuổi thơ. Có lẽ vậy mà trong những buổi đọc sách đều thu hút đông đảo sự tham gia của các em. Từ đầu năm 2018, huyện đoàn Cam Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa sách về nông thôn, đồng thời phối hợp với Thư viện huyện tổ chức ngày hội vui hè sách trong dịp hè. Theo đó, Thư viện huyện đã đưa gần 400 đầu sách tại 3 xã để tổ chức ngày hội vui hè cùng sách vào thứ Sáu hàng tuần. Mỗi xã được tổ chức tại 3 điểm với thời gian 4 tuần tại các trung tâm học tập cộng đồng thôn. Các em tham gia ngày hội có thể đọc tại chỗ hoặc đưa về nhà. Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng hoạt động này thu hút đông đảo các em học sinh, thanh thiếu niên đến đọc, tìm hiểu kiến thức. Trung bình mỗi điểm có từ 60 đến 70 lượt người tham gia, có điểm lên đến trên 100 người. Đây thực sự là hoạt động sân chơi lành mạnh bổ ích cho tuổi trẻ ở nông thôn. Nhằm mục đích là xây dựng và phát triển phong trào đọc sách ở cơ sở cho độ tuổi các em ở thiếu nhi ở cơ sở, thì vừa rồi là Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Cam Lộ và Đoàn Thanh niên huyện Cam Lộ đã phối hợp đưa sách về phục vụ các điểm và các xã này. Đấy là một hoạt động rất là bổ ích, tạo sân chơi lên mình cho các em trong dịp nghỉ hè. Xây dựng cho các em và tạo kỹ năng cho các em để đọc sách và tiếp cận về sách báo để giúp cho việc học tập ngày càng tốt hơn. Thực tế hiện nay ở nhiều vùng quê, vùng núi, học sinh hầu như chỉ có sách giáo khoa và một ít sách tham khảo, sách bài tập. Các hiệu sách nông thôn đa phần nghèo nàn về thể loại. Trong khi đó, thư viện trường với tư cách là nguồn cung cấp học liệu chính cho học sinh, không khả hơn. Các đầu sách về khoa học, văn học đặc sắc, sách kỹ năng sống hầu như rất ít. Vì thế, việc tiếp cận với các loại sách truyền, sách tham khảo đối với các em còn hạn chế. Trước thực trạng đó, huyện đoàn Cam Lộ đã tổ chức đưa sách về với trẻ em vùng nông thôn. Cách làm này của huyện đoàn Cam Lộ có ý nghĩa thiết thực đối với các em. Cũng chính cách làm này đã giúp cho các em tiếp cận với những cuốn sách hay và yêu thích đọc sách hơn. Xã đoàn là có tham mưu với huyện đoàn để phối hợp với là trung tâm văn hóa của huyện để có các cái đầu sách để đưa về các em tiếp cận cho các cái hoạt động để mong nhằm cho là các em là tiếp cận trong giai đoạn hè này. Các cái đầu sách là cũng rất là ý nghĩa, mong muốn là giai đoạn tiếp theo là cũng sẽ là phòng văn hóa phối hợp với huyện đoàn để đưa về các đầu sách cho các em tiếp tục có những cái hoạt động ý nghĩa như thế này vào thời gian tới. Mặc dù mới được triển khai trong hơn một năm, nhưng phong trào đưa sách về nông thôn của huyện đoàn Cam Lộ đã góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc. Theo đó, đọc sách cũng là một cách học, chia sẻ những cuốn sách cho người khác là chia sẻ tri thức cùng phát triển. Phong trào này rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, nhất là sự quan tâm hơn nữa của chính quyền cả cấp, các cơ quan liên quan như thư viện, giáo dục trong việc hỗ trợ nguồn vật chất, tạo điều kiện về cơ chế để các mô hình đưa sách về cho các em vùng nông thôn hoạt động hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, việc đưa sách đến với các em ở vùng nông thôn trên địa bàn huyện Cam Lộ thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với các em. Bởi khi được tiếp cận với sách chính là cách để nâng cao kiến thức cho các em và hơn thế nữa đẩy mạnh văn hóa đọc cho các em ở những vùng sâu vùng xa. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chuyên mục có cuộc phỏng vấn với chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Bí thư Huyện đoàn Cam Lộ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào chị ạ, đối với cái việc mà đưa sách hè về cho trẻ em ở vùng nông thôn thì huyện đoàn đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao của huyện Cam Lộ là triển khai được những cái hoạt động như thế nào ạ? Trong thời gian qua thì cũng nhằm tạo cái sân chơi lên mềm bổ ích cho thiếu nhi trên địa bàn huyện, đặc biệt vào dịp hè thì ban thường vụ huyện đoàn cũng đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện và tổ chức đưa sách về tại các cái trung tâm học tập cộng đồng tại các thôn để cho các em thiếu nhi được tiếp cận được cùng tham gia đọc sách. Thì đối với cái hoạt động này thì chúng tôi đã triển khai từ năm 2018 đến nay thì cũng được là năm thứ hai đã triển khai. Thì qua cái quá trình triển khai thì có thể thấy thì việc đem sách đưa sách về với vùng các cái khu dân cư này thì các em thiếu nhi cũng rất chi là thích thú. Và đặc biệt hơn đối với những cái địa bàn mà chúng tôi chọn là những cái địa bàn vùng xa với trung tâm nơi mà có cái điều kiện vui chơi giải trí cho thiếu nhi thì còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy thì qua cái hoạt động này, một phần là chúng ta tạo cái sân chơi lên mềm bổ ích cho thiếu nhi, thì bên cạnh đó cũng tạo cái niềm hứng khởi say mê và tạo cái thói quen đọc sách trong thiếu nhi. Và bên cạnh đó thì cũng qua cái hoạt động này để nhằm giúp cho thư viện nắm bắt cái thông tin nhu cầu thị hiếu đọc sách của các em thiếu nhi cũng như người dân trên địa bàn huyện, từ đó mà triển khai được cái quá trình cái việc đọc sách tốt hơn trong thời gian đến. Qua cái việc mà đưa sách về cho trẻ em vùng nông thôn thì chị có đánh giá như thế nào về cái hiệu quả đạt được? Thứ nhất đó là các em có được một sân chơi lên mềm bổ ích vào các cái dịp hè. Thứ hai nữa thì các em qua cái việc đọc sách, thứ nhất đó là tạo thói quen đọc, tạo niềm hứng khởi đọc trong các em thiếu nhi. Rồi bên cạnh đó thì qua cái việc đọc sách thì các em có thêm cái nguồn kiến thức cũng như các cái nguồn thông tin cần thiết có thể phục vụ cho việc học tập của mình cũng như là có thể là vui chơi giải trí hoặc có thể là nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và phục vụ cho cái nhu cầu sống hàng ngày của mẹ. Vậy để những cái hoạt động mà đưa sách về cho trẻ em vùng nông thôn phát huy được cái hiệu quả tốt trong cái thời gian đến thì về phía huyện đoàn có những cái định hướng như thế nào ạ? Trong thời gian đến thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thông tin Thể dục Thể thao của huyện để duy trì cái mô hình là vui hè cùng sách. Và đặc biệt hơn thì hiện nay thì chúng tôi mỗi dịp hè thì mới tổ chức tại 3 xã. Thì trong thời gian đến thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái nhân rộng cái mô hình này, đặc biệt đó là có thể thực hiện trên địa bàn 9 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Thứ ba nữa đó là tiếp tục cái huy động có thể nguồn xã hội hóa để tăng cái đầu sách mà về với các cái vùng nông thôn, đặc biệt đó là tìm kiếm các cái đầu sách mà mới để mà gần gũi đáp ứng được cái nhu cầu thì yếu của các em thiếu nhi hơn. Thì cùng với đó thì cũng chỉ đạo đoàn cơ sở các xã thị trấn để tổ chức tốt các cái hoạt động đưa sách về vùng nông thôn. Rồi đặc biệt đó là trong cái khâu mà tuyên truyền vận động và kêu gọi các em thiếu nhi để cùng tham gia. Thì đối với những cái hoạt động này thì cũng quá đó thì nhằm tạo cái sân chơi. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị và các bạn, với những cách làm mà huyện đoàn Cam Lộ đã đang và sẽ làm thì hy vọng trong thời gian đến, việc đưa sách về với trẻ em vùng nông thôn sẽ được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn huyện. Đây cũng là cách làm hay để các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn tỉnh học tập và thực hiện việc đưa sách về cho trẻ em vùng nông thôn, qua đó góp phần tạo nên sân chơi lành mạnh, đưa trí thức đến với các em và nâng cao văn hóa đọc cho các em. Chuyên mục Nhịp sống trẻ tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.